Chào các em, chào mừng các em học sinh đến với giờ học môn âm nhạc lớp 5. Thầy chúc các em có một giờ học nhiều niềm vui và bổ ích. Và để khởi động cho tiết học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng đến với trò chơi Em yêu động vật muôn loài. Các em hãy quan sát các bức tranh và đoán tên các con vật có trong bức tranh này nhé. Và thầy chúc mừng các em đã có kết quả đúng. Bức tranh số 1 là chú ve sầu. Bức tranh số 2 là chú chim tu hú. Và bức tranh số 3 là chú chim cuốc tinh nghịch. Và chắc là bạn nào cũng thể đoán được, đó là bức tranh số 4, chú dế mèn. Các em ạ, thế giới muôn loài rất phong phú và đa dạng. Những chú chim tu hú, chim cuốc hay những chú ve sầu kết lời ca tạo thành dàn đồng ca báo hiệu mùa hè đã đến. Mùa hè là đề tài bất tận cho các nhạc sĩ sáng tác những ca khúc thiếu nhi đi cùng năm tháng. Và một trong những bài hát nổi tiếng gắn liền với tuổi học trò đó là bài hát dàn đồng ca mùa họa do nhạc sĩ Lê Minh Châu sáng tác. Chúng mình cùng chào đón mùa hè qua tiết học ngày hôm nay nhé! Chúng ta cùng đến chủ đề số 8, chào mùa hạ. Tiết 28 học bài hát dàn đồng ca mùa hạ, nhạc Lê Minh Châu, lời thơ phỏng theo thơ của Nguyễn Minh Nguyên. Qua bài học ngày hôm nay, các em cần đạt được một số yêu cầu như các em tập hát đúng giai điệu và lời ca bài hát dàn đồng ca mùa hạ. Các em biết hát kết hợp với gõ đệm và kết hợp vận động cơ thể. Qua bài học này, các em có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc. Các em có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, thể hiện lòng nhân ái và có ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên. Và để có kết quả học tập cao thì các em cũng cần chuẩn bị thanh phách và tập bài hát lớp 5 nhé. Trước khi đi vào học hát, thầy mời các em cùng tìm hiểu đôi chút về nhạc sĩ Lê Minh Châu. Ông sinh ngày 20 tháng 8 năm 1944, quê ở Do Lộ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây cũ, nay là thuộc thủ đô Hà Nội. Ông là người có nhiều đóng góp cho việc giáo dục âm nhạc ở trường phổ thông. Ông tham gia viết nhiều cuốn sách giáo khoa âm nhạc cho trường phổ thông và có một số sáng tác ca khúc cho thiếu nhi. Từ bài thơ của nhà thơ Nguyễn Minh Nguyên, ông đã sáng tác nên bài hát dàn đồng ca mùa hạ. Bài hát có nhịp điệu sôi nổi, vui tươi nhưng cũng rất tha thiết, trong sáng. Bài hát đã được bình chọn là một trong số 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20. Sau đây, thầy mời các em cùng nghe hát mẫu bài hát này. Khi nghe hát mẫu thì các em hãy lắng nghe và đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp nhé. Vừa rồi các em đã nghe hát mẫu bài hát dàn đồng ca mùa hạ, thì các em thấy lời ca của bài hát nói lên điều gì? Lời ca của bài hát nói về những chú ve râm ran gọi mùa hè như chứa đựng tình cảm của tuổi học trò sắp chia tay mái trường để đón mùa hè đấy các em ạ. Bài hát dàn đồng ca mùa hạ được viết ở nhịp 24. Trong bài có một số ký hiệu âm nhạc như dấu lặng đơn, dấu nối, dấu luyến và ở cuối bài hát có hát bè.
bài hát Dàn Đồng Ca Mùa Hạ. Thầy giáo chia làm 10 câu, sau đây mời em đọc lời ca của bài hát này. Câu 1: Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát. Câu 2: Bè trầm hòa bè cao, trong màn xanh lá dày. Câu 3: Tiếng ve ngân trong veo, đung đưa rặng tre ngà. Câu 4: Lời dịu dàng thương yêu, mang bao niềm tha thiết. Câu 5: Lời ve ngân ra diết, xe sợi chỉ âm thanh. Câu 6: Khâu những đường rạo rực, vào nền mây biếc xanh. Câu 7: Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá suốt ngày. Câu 8: Mặt đất tràn tiếng nhạc, dậy nghe nào mầm cây. Câu 9: Ve 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 ve, ve 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 ve. Câu 10: Ve 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 ve, ve 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 ve. Sau đây thầy mời các em cùng đọc lại lời ca nhé. Để học bài hát này, sau đây thầy mời các em cùng học từng câu của bài hát. Với mỗi câu thì thầy giáo sẽ đàn giai điệu, sau đó chúng ta sẽ hát theo đàn nhé. Thầy mời các em cùng tập hát câu hát số 1. Các em sẽ nghe giai điệu. Hai, một. Thầy mời các em đến với câu 2. Hai, một. Sau đây, thầy mời các em cùng ghép câu 1 và câu 2. Hai, một. Ta hát lại nào. Hai, một. Thầy tin tưởng rằng các em đã thực hiện rất tốt câu 1 và câu 2. Sau đây, thầy mời các em cùng đến với câu 3. Hai, một. Thầy mời các bạn cùng đến với câu hát số 4. Xin mời các bạn hát câu 4. Hai, một. Sau đây, thầy mời các em cùng ghép câu 3 và câu 4. Các em sẽ nghe giai điệu câu 3, câu 4 một lượt. Thầy mời các em cùng hát. Hai, một. Sau đây, xin mời các em cùng đến với câu hát số 5. Hai, một. Xin mời các bạn cùng đến với câu hát số 6. Em nghe lại.
mời các bạn cùng hát câu hát số 6. 2, 1. Xin mời các bạn cùng ghép câu hát số 5 và câu hát số 6. Kép sẽ nghe giai điệu lại câu hát số 5 và câu hát số 6 nhé. Xin mời các bạn cùng hát nào. 2, 1. Mời các bạn cùng đến với câu hát số 7 của bài hát này. Xin mời các bạn cùng đến với câu hát số 8. Xin mời các bạn cùng ghép câu hát số 7 và câu hát số 8. Các em nghe giai điệu câu hát số 7 và câu hát số 8 lại này. Xin mời các bạn cùng hát. 2, 1. Xin mời các bạn cùng đến với câu hát số 9. Câu hát số 10. Sau đây mời các em cùng ghép câu hát số 9 và câu hát số 10. Các em thân mến, như vậy là vừa rồi các em đã được học các câu hát trong bài hát Dàn Đồng Ca Mùa Hạ. Sau đây thầy mời các em cùng ghép cả bài hát này nhé. Các em thân mến, để thể hiện bài hát thêm sinh động hơn, sau đây thầy mời các em cùng hát và gõ đệm theo nhịp của bài hát này. Các em có thể dùng thanh phách của mình gõ đệm vào những chỗ thầy giáo đã đánh dấu trên bảng bài hát này nhé.
Các em thân mến, sau đây thầy giáo sẽ hướng dẫn các em hát kết hợp vận động cơ thể. Chúng ta có 4 động tác. Động tác 1 là các em dậm chân phải, động tác 2 dậm chân trái và động tác 3 búng tay phải và động tác số 4 các em búng tay trái. Các em sẽ thực hiện các động tác trên ở những điểm thầy giáo đã đánh dấu trên màn hình nhé. Các em thân mến, như vậy là thầy và các em vừa thực hiện xong bài học ngày hôm nay. Qua bài học ngày hôm nay, các em nhận thấy hoa phượng, tiếng ve luôn là những người bạn thân thiết của chúng mình. Vì vậy, chúng mình hãy bảo vệ, giữ gìn môi trường để mỗi khi hè về lại được nghe tiếng ve kêu nhé. Ở nhà, các em hãy thực hiện tốt thông điệp 5K. Các em hãy tích cực tập luyện và biểu diễn bài hát này nhé. Thầy mong rằng buổi lễ tổng kết năm học khi mà dịch bệnh Covid được đẩy lùi thì các em sẽ có cơ hội được thể hiện bài hát này. Giờ học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Thầy chúc các em luôn chăm ngoan, luôn mạnh khỏe và luôn hát hay. Thầy hẹn gặp lại các em trong tiết học lần sau.